Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Gioan chương 20. Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Sau khi được phục sinh, Đức Giêsu được tôn vinh lên làm Chúa. Nhưng Ngài vẫn dễ thương như xưa. Nỗi bận tâm lớn nhất của Ngài là các môn đệ. Việc làm quan trọng nhất của Ngài là đi thăm các ông. Ngài đưa các ông ra khỏi nỗi sợ hãi co quắp, khỏi căn nhà đóng kín cửa âm u. Ngài chúc cho họ bình an 3 lần. Thứ bình an ngay giữa những bất an dao động. Đức Giêsu phục sinh cho họ xem các vết thương. Thân xác chiến thắng của Ngài sẽ mãi mãi mang dấu tích của cuộc khổ nạn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa, vì được Ngài cho tham dự vào cùng một sứ mạng. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chỉ có một người không vui, đó là Tôma. Ông này vốn có óc thực tiễn. Chẳng rõ vì sao ông hụt gặp Đức Giêsu phục sinh. Chỉ biết ông đã không ở với các môn đệ lúc Ngài đến. Có vẻ giữa ông và cả nhóm
có cái gì xa cách. Sự xa cách này trở nên rõ rệt hơn khi ông thẳng thắn từ chối tin vào lời chứng của các bạn: chúng tôi đã thấy Chúa. Nhưng ông lại rất tin vào chính mình, vào giác quan. Nếu tôi không thấy, nếu tôi không xỏ ngón tay, nếu tôi không thọc bàn tay, tôi sẽ chẳng tin. Ông có thái độ như một nhà khoa học thực nghiệm. Đức Giê-xu phục sinh đến với nhóm, nhưng không quên một ai. Ngài muốn cho Tô-ma được toại nguyện. Tuần sau, khi Tô-ma ở với nhóm, thì Ngài hiện đến. Ngài chê ông cứng lòng trước những lời chứng của anh em, nhưng Ngài vẫn thỏa mãn từng điều ông đòi hỏi. Rốt cuộc, Tô-ma cũng được thấy và tin như anh em. Đức tin của chúng ta hôm nay dựa trên đức tin của những người đã thấy và đã tin, đã dám hy sinh mạng sống để nói rằng Ngài sống lại. Quanh chúng ta vẫn có nhiều người giống Tô-ma. Họ đòi thấy và chạm đến những thực tại vô hình như Thiên Chúa, linh hồn, đời sau. Nếu thấy và chạm có nghĩa là có cảm nghiệm, thì đòi hỏi trên thật là chính đáng. Đức Giê-xu đã cho Tô-ma được thấy và chạm đến Ngài. Chúng ta cũng phải có khả năng giúp người khác thấy và chạm đến những điều vô hình nhưng có thật. Chúng ta cần sống như người đang thấy Thiên Chúa, cần thanh thoát như người đã đụng đến trời cao, cần bay lên khỏi cái nặng nề của thân xác như người đã cảm được cái nhẹ bổng của linh hồn. Truyền giáo là làm cho người ta tin, làm cho người ta thấy và chạm đến Thiên Chúa. Nhưng trước hết, mỗi người chúng ta phải nói được rằng, tôi đã thấy Chúa. Và tất cả cộng đoàn chúng ta phải nói được rằng, chúng tôi đã thấy Chúa. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con, vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống, vượt qua nỗi sợ, khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tăm tối cô đơn của vườn dầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh, nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa. Amen.
Ngày 3 tháng 7, Thánh Tô-ma Tông Đồ. Thánh Tô-ma Tông Đồ được mô tả như một con người sáng suốt, thực tế và quả cảm theo phúc âm của Gioan. Ông có biệt danh là Đi-đê-mô, nghĩa là song sanh. Tô-ma đoán chắc những việc lớn sẽ diễn ra ở Jerusalem dịp lễ vượt qua. Chúng ta hãy cùng đi để chết với người. Thật tội nghiệp cho Thánh Tô-ma, chỉ có một câu nói của Ngài mà bị gán cho cái tên Tô-ma Hồ Nghi trong suốt 20 thế kỷ. Nhưng nếu Ngài nghi ngờ thì Ngài cũng đã tin. Lời Ngài tuyên xưng đã trở thành một phát biểu đức tin trong Tân Ước: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Và lời ấy đã trở thành lời cầu nguyện được đọc cho đến tận thế. Cũng nhờ Ngài mà Kitô hữu chúng ta có được lời nhận định của Đức Giê-xu: Anh tin làm gì anh đã thấy Thầy, phúc cho những người không thấy mà tin. Thánh Tô-ma cũng nổi tiếng vì sự can đảm của Ngài. Có thể điều Ngài nói là do bốc đồng, vì Ngài cũng bỏ chạy như các tông đồ khác khi Đức Giê-xu bị bắt bớ. Nhưng chắc chắn Ngài đã không giả dối khi nói lên ý muốn cùng chết với Đức Giê-xu. Đó là khi Đức Giê-xu đề nghị đến Bethania sau khi Lazaro từ trần, vì Bethania rất gần với Jerusalem. Điều đó có nghĩa là phải đi bộ ngang qua phần đất của kẻ thù và rất có thể sẽ bị giết chết. Nhận biết sự kiện này, Thánh Tô-ma đã nói với các tông đồ khác: Chúng ta hãy cùng đi để chết với Thầy. Thánh Tô-ma còn được nhắc đến khi Đức Giê-xu hiện ra sau phục sinh tại hồ Tiberia khi bắt được nhiều cá một cách lạ lùng. Truyền thống nói rằng sau biến cố hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ đi rao giảng khắp nơi và Thánh Tô-ma đã loan truyền tin mừng cho người Patia, Medes và Bessia Ba Tư. Sau cùng, Ngài đến Ấn Độ đem đức tin cho dân chúng vùng ven biển Mabala, mà giáo đoàn đông đảo ấy tự nhận họ là Kitô hữu của Thánh Tô-ma theo lễ điển Malaba, còn làm chứng tá cho tương truyền ấy. Ngài chấm dứt cuộc đời qua sự đổ máu cho Thầy mình, đã bị đâm bằng giáo cho đến chết năm 72 ở nơi gọi là Calamine. Trong các hình của thánh nhân, tay cầm một cây thước thợ nề, mà theo tương truyền thánh nhân đã xây cung điện cho vua Yudhishthira ở Ấn Độ. Lễ kính thánh nhân ngày 3 tháng 7 là ngày chuyển dời thánh tích của thánh nhân về Edessa ở Mesopotamia. Lời bàn: Thánh Tô-ma chia sẻ số phận của Thánh Phê-rô, Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gioan, những người con của sấm sét. Thánh Phi-líp-phê và lời thỉnh cầu dại dột của Ngài khi muốn được nhìn thấy Chúa Cha. Thật vậy, mọi tông đồ đều có những khiếm khuyết và thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ chú ý đến các khuyết điểm này, vì Đức Kitô đã không chọn những người vô dụng. Sự yếu đuối của các ngài và bản tính loài người cho thấy sự thánh thiện là quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải công sức của con người. Món quà ấy được ban cho những con người bình thường đầy khiếm khuyết. Chính Thiên Chúa là người từ từ biến đổi những khuyết điểm ấy trở thành hình ảnh của Đức Kitô, can đảm, trung tín và nhân hậu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.